Sau đây là trò chơi âm nhạc, nơi mà các bạn sẽ được thử thách trí nhớ và khả năng nghe nhạc của mình qua các câu đố liên quan đến âm nhạc. Nghe rất là hấp dẫn và thú vị đúng không ạ? Vậy Tuấn hãy phổ biến luật chơi cho cả trường cùng nghe được không ạ? Ngay sau đây mình sẽ công bố thể lệ trò chơi như sau. Mỗi lượt chơi, chương trình sẽ phát lên một đoạn nhạc bất kỳ. Nhiệm vụ của các bạn là phải đoán tên bài hát đó. Nếu thành công, các bạn sẽ nhận được một phần quà từ chương trình. Nghe có vẻ đây là một nhiệm vụ khá là khó khăn đây. Tuy nhiên, mình tin với khả năng của tất cả các bạn trường mình, mọi người sẽ hoàn thành nó một cách thật xuất sắc đúng không ạ? Vậy còn chần chờ gì nữa, chúng ta cùng đến với lượt chơi đầu tiên nào. Xin mời đoạn nhạc ạ. Cambridge English, IELTS 13, Tests 1 to 4. Published by Cambridge University Press and Uccles, 2018. This recording is copyright. CD 1. Có ai có câu trả lời không ạ? Nếu vậy thì mình tiếp tục nghe đoạn âm thanh này nhé. You will hear a number of different recordings and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. Listen carefully and answer questions 1 to 6. Anh đường về quê đêm ra đồng, có đàn cỏ trắng bạc. Có ai có câu trả lời của mình không ạ? Mình xin mời bạn Nam ở lớp 10D5 ạ. Câu trả lời của mình đây là bài Về quê của Melodic ạ. Bạn có chắc chắn với câu trả lời của mình không ạ? Dạ, chắc chắn ạ. Vâng, và đó là câu trả lời hoàn toàn chính xác ạ. Xin chúc mừng bạn, mời bạn nhận một phần quà ở chương trình của mình ạ. Những lời rap giản dị chân thành của Michael Dick kết hợp với giai điệu hiện đại đã tạo nên một trải nghiệm âm nhạc tuyệt vời cho khán giả. Về quê với những kỷ niệm tuổi thơ đã gợi nhất trong lòng người nghe những xúc cảm về thời niên thiếu quanh xóm làng, ruộng đồng. Đây là bản nhạc bắt tai và hấp dẫn đến mức bạn muốn thêm một playlist của mình. Xin mời vào nhạc tiếp theo ạ. Có bạn nào có câu trả lời của mình không ạ? Mình xin mời các bạn ở lớp 11 11D4 ạ. Chị là Việt Nam trong tôi là của Thúy Chi ạ. Vâng, và đó là câu trả lời vô cùng chính xác ạ. Trong mỗi trái tim người Việt có... Trong mỗi trái tim người Việt có một Việt Nam theo cảm nhận của riêng mình. Nhưng tôi chắc chắn rằng những cảm xúc ấy sẽ gặp nhau ở lòng yêu tổ quốc và tinh thần dân tộc. Trong đất nước có tôi và trong tôi có một phần của đất nước. Việt Nam trong tôi đơn giản là dòng máu đỏ tươi đang chảy trong huyết mạch. Vâng, và xin mời đoạn nhạc tiếp theo ạ. Mọi người có biết câu trả lời cho bài hát này không ạ? Mọi người ơi, mọi người có muốn nghe lại một lần nữa không ạ? Mình thấy có bạn nhánh tay giơ tay rồi ạ. Xin mời bạn lớp... xin mời bạn lớp 10D3 ạ. Chị là Lôi của Double Chu Ti ạ.
em có chắc chắn với câu trả lời của mình không? Em có muốn thay đổi câu trả lời không? Không ạ. Thật đáng tiếc làm sao, bởi vì đây là một câu trả lời gần chính xác thôi. Có bạn nào có câu trả lời khác không ạ? Được vậy thì mình sẽ gọi bên này ha. Mình sẽ mời bạn nữ ở dưới kia. Câu trả lời của em là thanh âm miền núi của Double Duty ạ. Vâng, và đó là câu trả lời hoàn toàn chính xác ạ. Thanh âm miền núi của Double Chuchi là một tác phẩm nhạc rap đặc biệt và ý nghĩa, mang đến thông điệp tình yêu và tự hào về nguồn gốc, bản sắc dân tộc của người miền núi Việt Nam. Bài hát không chỉ là một câu chuyện về tình yêu, sự hòa quyện của hai người trong vùng miền Tây Bắc, mà còn là cách thể hiện lòng tự hào, lòng yêu thương dành cho đất nước, dân tộc. Vâng, và chúng ta đã đi một nửa quãng đường của trò chơi hồi dục này rồi ạ. Vậy chúng ta